Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng qua được ải, Đảng giành thêm tí quyền. Chiều hôm nay, ngày 15 tháng 10, Hội nghị Trung ương 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa kết thúc sau 15 ngày họp. Hội nghị đã đáp ứng một mục tiêu mà Tổng Bí thư đề ra là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không quên nhấn mạnh ngoài lề là làm gì thì làm, phải giữ ổn định chính trị. Gần như toàn bộ thời gian họp hội nghị lần này đã được dành ra để Trung ương nghiên cứu tài liệu thẩm tra của đối với nội dung tự kiểm của Thủ tướng. Tại cửa ải cuối cùng, Thủ tướng đã thoát hiểm trong gang tấc và vẫn giữ nguyên vị trí. Đổi lại, Thủ tướng phải tạo điều kiện để Bộ Chính trị thực hiện một số công việc của Đảng như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, tức cải thiện ban nội chính ra đời đã lâu mà chưa hoạt động được, và tái lập ban kinh tế trung ương. Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ có thêm bạn bè, sẽ có thêm ủy viên Bộ Chính trị, nhiều quyền lực mới sẽ được đặt vào tay của Đảng. Sân khấu chính trị lại xuất hiện một số khuôn mặt diễn viên mới. Việc phân chia quyền lực với Chủ tịch nước chưa được quyết định tại hội nghị. Với nhân dân thì tình hình vẫn y như cũ. Với đất nước thì thảm trạng kinh tế ngày một u ám, nợ xấu ngày càng tăng, sản xuất bị trì trệ, tệ nạn tham nhũng, các nhóm lợi ích hoành hành, vơ vét hết tài sản quốc gia, thất nghiệp trầm trọng. Mặt khác, Trung Cộng không ngừng thực hiện các thủ đoạn, hoạt động lũng đoạn về chính trị quốc phòng, kinh tế, văn hóa, ngoại giao đối với Việt Nam và liên tục gia tăng xâm chiếm biển đảo của Việt Nam. Hơn lúc nào hết, Việt Nam đang rơi vào một cuộc khủng hoảng toàn diện và sâu sắc nhất kể từ năm 1985, đang phải đối mặt với nhiều thách thức cả bên trong lẫn bên ngoài.